Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 7, lễ truy điệu đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã được tổ chức trọng thể tại nhà riêng. Sự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Hoàng Việt Cường về nơi an nghỉ cuối cùng có các đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đức Hình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban. Cùng dự lễ truy điệu có các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền và đông đảo bà con nhân dân tổ 7, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 11 tháng 7, lễ truy điệu đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã được tổ chức trọng thể. Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức lễ tang nêu rõ: trải qua 69 năm tuổi đời, hơn 40 năm hoạt động cách mạng, 34 năm tuổi đảng, là cán bộ được tôi luyện, trưởng thành qua trận mạc, khó khăn, gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Hoàng Việt Cường được học tập, rèn luyện và trau dồi để tiếp tục tham gia xây dựng và có những cống hiến với quê hương Hòa Bình. Với rất nhiều vị trí công tác quan trọng, dù ở cương vị nào, đồng chí Hoàng Việt Cường cũng luôn giữ vững bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ, là người cán bộ trung kiên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí là một người lãnh đạo có tâm trong sáng, dày công xây dựng và duy trì được khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, là người cán bộ gần gũi, giản dị, luôn gắn bó với nhân dân, sâu sát cơ sở, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè, đồng nghiệp trân trọng. Đồng chí đã để lại những dấu ấn tích cực đối với Đảng bộ Hòa Bình trong định hướng phát triển kinh tế xã hội, học tập, lao động và công tác, đồng thời cũng là người giữ lửa, là người tạo động lực cho phong trào luyện tập thể dục thể thao của tỉnh nhà. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của một người cán bộ, đảng viên về với đời thường, đồng chí vẫn đau đáu nỗi niềm và quyết tâm thực hiện, đó là huy động các nguồn lực, kể cả lương hưu, để đến chiến trường năm xưa tìm mộ và hài cốt của đồng đội đưa về an táng tại quê cha, đất mẹ. Với những cống hiến xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huy hiệu 30 năm tuổi đảng, huân chương độc lập hạng 3, huân chương lao động hạng 3, huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huy chương chiến sĩ giải phóng và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. Trong công tác cũng như trong cuộc sống đời thường, những người xung quanh luôn cảm nhận được đồng chí là một lãnh đạo gương mẫu, gần gũi, chan hòa với quần chúng, bình dị, tình nghĩa với bạn bè, hàng xóm, họ hàng. Gia đình đồng chí luôn là người con hiếu thảo, người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Đồng chí mất đi, gia đình mất đi người con, người chồng, người cha, người ông, đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình mất đi một người đồng chí, một người cán bộ, lãnh đạo, mẫu mực, tận tụy. Đồng chí không còn nữa, nhưng công lao, đóng góp của đồng chí vẫn được Đảng, Nhà nước, đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình ghi nhận và còn mãi với thế hệ mai sau trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Trước hương hồn đồng chí Hoàng Việt Cường, với tình cảm tiếc thương và tấm lòng biết ơn sâu sắc, đảng bộ, quân và dân tỉnh Hòa Bình nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong niềm xúc động tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bà con nhân dân và gia quyến đã tiễn biệt đồng chí Hoàng Việt Cường, người đảng viên, người lãnh đạo gương mẫu, kiên trung của Đảng, về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu của đồng chí Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, được mai táng tại nghĩa trang Công viên, nghĩa trang Lạc Hồng Viên, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.